Chị và các em thân mến, khi chúng ta đi trên bờ biển, ngắm nhìn biển cả, chúng ta thấy lúc nào biển cũng có sóng. Biển rất ít khi phẳng lặng như gương. Vậy các em có bao giờ thắc mắc tại sao biển lại có sóng như vậy? Và tại sao lại có hiện tượng thủy triều lên xuống?